Nghệ An đầu quân cho Hưng Yên, Nguyễn Ngọc Lâm ủ mưu gì sau lưng Tô Tổng. Sau Nguyễn Ngọc Lâm, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an là người gốc Nghệ An. Tuy nhiên hiện nay ông đã được Tô Lâm trọng dụng. Thành tích nổi bật khiến cho Ngọc Lâm được cất nhắc, đó chính là việc dẫn quân đánh vào tay chân thân tín của Vương Đình Huệ, lập công dâng lên Tô Lâm. Việc làm này của Ngọc Lâm khiến cho Vương Đình Huệ bị thua tức tưởi trước ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tham vọng. Vì sao Nguyễn Ngọc Lâm lại làm phản với nhóm Nghệ An để mà lập công cho nhóm Hưng Yên như thế? Nguyên nhân là trong ngành công an không có thế lực Nghệ An để có thể giúp đỡ Ngọc Lâm, nên ông mới lập công bằng cách đánh vào phe Nghệ An. Nguyễn Ngọc Lâm không thiện chiến như Đinh Văn Nơi, nhưng ông lại có những đòn hiểm mà Tô Lâm rất cần. Không biết Tô Lâm sẽ sử dụng Nguyễn Ngọc Lâm như thế nào, còn hữu ích thì còn dùng, hết hữu ích thì vắt chanh bỏ vỏ, hay chọn Ngọc Lâm làm người thân tín như đã chọn Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nhận thất bại khó nuốt khi chót dùng một kẻ giả vờ trung thành là Tô Lâm, để rồi đến cuối đời ông phải chứng kiến bao nhiêu công sức dòng xây dựng cho người kế thừa bị Tô Lâm đánh cướp sạch sành sành. Ắt hẳn dưới suối vàng ông vẫn không khỏi uất hận vì đã chót dùng sai người. Có người nhận xét rằng người đã bán đứng đồng hương Nghệ An như Ngọc Lâm là một người rất nguy hiểm, là kẻ luôn sẵn sàng phản bội vì lợi ích riêng của mình. Khả năng rất cao là Nguyễn Ngọc Lâm chỉ giả vờ trung thành với Tô Lâm để mưu cầu quyền lực chứ không thực sự trung thành. Mới đây, nguồn tin nội bộ cho biết Thái Thanh Quý là bí thư tỉnh ủy Nghệ An mới được điều ra làm Hà Nội làm phó ban kinh tế trung ương, chính là do nhờ cậy Nguyễn Ngọc Lâm chạy trọt giúp. Thời còn làm bí thư Nghệ An, Thái Thanh Quý tham lam nên sinh ra chia chác không đều. Vì giành hết phần lợi cho mình nên Quý đã gây bất mãn với thuộc cấp, vì thế Quý bị cấp dưới tẩy chay. Đáng nói trong hàng loạt cấp dưới của Quý không ít người có liên hệ mật thiết với những nhân vật quyền lực khác trong nhóm Nghệ An đang làm việc ở trung ương. Vậy nên áp lực ngày một đè nặng khiến Thái Thanh Quý tính đường thoát thân. Đáng nói là khi đã làm phật lòng những đồng hương Nghệ An ngoài Hà Nội thì Quý rất khó có thể cầu cạnh những người này. Vậy nên Quý chọn nhờ cậy Nguyễn Ngọc Lâm, một phản tướng của nhóm Nghệ An đang đầu quân cho Tô Lâm. Nguồn tin cho biết Thái Thanh Quý từng đi xe riêng ra Hà Nội gặp Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm nhờ chạy án và giúp đỡ công việc tại nhà riêng ở khu biệt thự Vinhome đường Hoa Sữa, Long Biên. Đây là lý do tại sao Thái Thanh Quý dù mất lòng không ít đồng hương Nghệ An nhưng vẫn lên chức ầm ầm. Hiện nay, Ban Bí thư chính là sân nhà của Tô Lâm. Nơi đây, Tô Lâm đang dùng người của ông ta để sắp xếp lại nhân sự. Đáng nói là Ban Kinh tế Trung ương đang do Trần Lưu Quang nắm giữ. Tô Lâm đưa Thái Thanh Quý về làm phó cho Trần Lưu Quang cũng là nước cờ rất hay. Bởi đây là cách ông nâng đỡ một người Nghệ An nữa, nhưng chưa vội, phải chờ Trần Lưu Quang xác nhận mức độ tin cậy đối với Thái Thanh Quý trước đã. Riêng Nguyễn Ngọc Lâm, người đang lôi kéo những người Nghệ An khác về phe Hưng Yên, bề ngoài thì có vẻ như giúp cho phe Tô Lâm đông hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên không loại trừ khả năng Ngọc Lâm muốn dùng quyền lực của Tô Lâm tạo ân nghĩa với một số nhân vật gốc Nghệ An nhằm mưu cầu việc lớn sau này. Chính Tô Lâm cũng từng dùng quyền lực của ông Trọng để xây dựng bộ khung Hưng Yên trong Bộ Công an, rồi sau đó ra tay đánh úp những nhân vật mà ông Trọng chọn để thừa kế ngồi Tổng Bí thư. Vậy nên rất có thể việc Tô Lâm dùng Nguyễn Ngọc Lâm chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà, chưa biết sau này nó sẽ trung thành hay thịt luôn cả chủ. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Người Nghệ An đầu quân cho Hưng Yên, Nguyễn Ngọc Lâm ủ mưu gì sau lưng Tô Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao Tô Tổng nhìn đâu cũng sợ, sợ cả sự lì lợm của đồng chí? Tứ trụ đã được bầu tại đại hội 13 đã dụng mất 3, chỉ còn một mình ông Phạm Minh Chính. Không phải ông Chính không bị tấn công mà là ông đã che chắn tử huyệt một cách quá kỹ càng. từ khi ông Nguyễn Phú Trọng còn sống đã không thể công phá tử huyệt của ông Thủ tướng. Tô Lâm hung hăng, đánh nhanh, đánh mạnh, đánh úp, nhưng dù làm mọi cách, Phạm Minh Chính vẫn đứng vững cho đến bây giờ. Như vậy, trên đấu trường chính trị, không ai có sức chịu sóng gió và thậm chí chịu đòn tốt như Phạm Minh Chính. Át hẳn, Tô Lâm cũng hiểu, đội chơi tấn công mãi mà không thể ghi bàn để hạ đối thủ, thì trước sau gì cũng dính đòn hồi mã thường vào giờ phút mà không ai ngờ tới. Mỗi nhiệm kỳ 5 năm được xem như một trận đấu vậy. Trận đấu hiện nay đã đi qua được 4/5 quãng đường và đang tiến gần đến thời điểm cuối cùng. Vậy mà Phạm Minh Chính vẫn sừng sững, không xoay chuyển mặc dù Tô Lâm đã tìm đủ mọi cách. Tử huyệt của Phạm Minh Chính đặt tại hai nơi, một là bà chủ IC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và một ở trong tay người đứng đầu Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phạm Ngọc Hồng. Cả hai nơi này đều bị Tô Lâm nhắm đến, tuy nhiên khả năng xuyên thủng Tổng cục 2 trong nhiệm kỳ này là không thể. Phe quân đội đang rất mạnh, họ còn có tham vọng đòi Tô Lâm phải chia sẻ quyền lực thì rất khó để Tô Lâm có thể chiếm được Tổng cục 2. Từ huyệt được xem là dễ hơn, đấy là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên hiện nay bà Nhàn có được quy chế tị nạn tại Đức và được chính quyền Đức bảo vệ. Ấy còn chưa nói đến Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng cũng đang bảo vệ tối đa cho bà. Bởi nếu để bà Nhàn rơi vào tay ông Tô Lâm thì không chỉ ông Phạm Minh Chính bị hạ mà cả ông Phan Văn Sang và các nhân vật khác trong Bộ Quốc phòng cũng khó mà trụ lại cho được. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm đã cử ông Lương Tam Quang sang Đức để mà đàm phán nhằm dẫn độ cho kỳ được bà Nhàn về nước. Nguồn tin cho biết thêm, quà của Tô Lâm dùng để đổi trác với phía Đức không chỉ là món quà trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức mà còn có món quà thứ hai, đó là dự án điện hạt nhân. Việt Nam sẽ ưu tiên cho hãng Siemens, một tập đoàn lớn của Đức trúng thầu. Ai cũng biết rủi ro gây ra thảm họa của nhà máy điện hạt nhân luôn tồn tại, kể cả do các nước tiên tiến như Đức hay Nhật xây dựng. Một khi thảm họa xảy ra là hàng triệu người dân sẽ phải chết. Như vậy, ông Tô Lâm đang mang sinh mạng của hàng triệu người dân ra để mà ngã giá với một đất nước dân chủ, đang nắm trong tay cái mà Tô Lâm thèm muốn. Điều này cũng cho thấy ông đang sợ rất nhiều thứ. Ông sợ vì ông Phạm Minh Chính hồi mã thương bất kỳ lúc nào. Để lấy cái sợ ấy, ông sẵn sàng đem sinh mạng người dân ra làm hàng để mà đàm phán và trao đổi. Như vậy, liệu Tô Lâm có biết yêu nước thương dân hay không? Hay là ông có thể mang cả giang sơn, dân tộc, quyền lợi quốc gia để mà dã bán, để mua lấy quyền lực và sự an toàn chính trị cho mình? Sau khi làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã cho thả một số tù nhân lương tâm để đổi lấy tình cảm của những nhà phản biện. Nhưng giờ đây, ông đang lọ dỗ hôn bản chất của mình với ghế Tổng Bí thư, đồng thời nắm trong tay một thế lực mạnh nhất trong đảng. Tô Lâm đang xem giang sơn, quyền lợi quốc gia như tài sản riêng để mang đi đổi trác lấy quyền lợi chính trị cho cá nhân ông. Thật là vô cùng nguy hiểm. Cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từng có câu: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Có lẽ những thể hiện về quyết tâm cải cách của Tô Lâm chỉ là diễn. Hãy vén tấm màn che lên cho ông lên và soi vào hậu trường chính trị, lúc ấy mới thấy được bản chất thật sự của Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Vì sao ông Tổng nhìn đâu cũng sợ, sợ cả sự lì lợm của đồng chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.